Hoa Kỳ và Nam Hàn tổ chức tập trận quân sự chung tin từ Pokyong, Nam Hàn. Các lực lượng quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn đã kết hợp tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật. Đây là một phần trong cuộc thực tập quân sự hàng năm mang tên For Eagle. Quân đội hai nước đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật với không quân, pháo binh, thiết giáp và bộ binh tại một khu trại của pháo binh ở Pokyong, khoảng 50 km về phía đông Bắc Hán Thành. Hoạt động quân sự này là một phần của cuộc diễn tập fo Eagle kéo dài từ ngày 2 tháng 3 cho đến ngày 24 tháng 4. Trung tá Hoa Kỳ Neil Mayi nói rằng, 4EGO là một cuộc thực tập song phương hàng năm giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ. Hàng năm quân đội hai nước cũng thực tập để nâng cao khả năng sẵn sàng và khả năng hoạt động chung trong trường hợp xảy ra sự kiện bất ngờ. Cuộc thực tập có sự tham gia của khoảng 300 binh sĩ đến từ Hoa Kỳ và Nam Hàn, bốn chiến xa Bradley Fighting của Hoa Kỳ, hai xe bọc thép K-200, bốn xe tăng K-1 cũng như 14 máy bay trực thăng. Hồi đầu tháng này, Bắc Hàn đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Đông và giờ trước khi cuộc tập trận Hoa Kỳ Nam Hàn bắt đầu. Bắc Hàn thường xuyên phản đối các cuộc tập trận mà bình dưỡng gọi là để chuẩn bị cho chiến tranh và gần đây đã gia tăng các cuộc tập trận quân sự trên không, trên biển và trên đất liền của mình, làm tăng thêm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Khoảng 28.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã đóng tại Nam Hàn kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.